tuổi thơ và niềm đam mê. Từ nhỏ, Phước Phúc đã bộc lộ niềm đam mê với thể thao. Những buổi chiều hè, cậu thường cùng đám bạn ra sân vận động, nô đùa với trái bóng và các môn thể thao khác nhau. Nhưng có lẽ, môn đẩy gậy mới thực sự níu chân cậu. Cảm giác được hít thở không khí trong lành, được vận động hết mình và đạt được những thành tích nhất định đã thôi thúc cậu theo đuổi môn thể thao này một cách nghiêm túc. Những khó khăn ban đầu. Con đường đến với thành công không bao giờ trải đầy hoa hồng. Phước Phúc cũng vậy, cậu đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong quá trình tập luyện. Những bài tập cường độ cao, những chấn thương không mong muốn và cả những áp lực từ gia đình, bạn bè khiến cậu đôi lúc muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, với ý chí sắt đá và sự quyết tâm không ngừng, cậu đã vượt qua tất cả. Sự khổ luyện không ngừng nghỉ. Để đạt được thành tích cao, Phước Phúc đã dành hàng giờ đồng hồ mỗi ngày để tập luyện. Cậu rèn luyện sức mạnh cơ bắp, kỹ thuật đẩy gậy và cả tinh thần thép. Những buổi tập luyện khắc nghiệt dưới cái nắng gay gắt, những đêm thức trắng để xem các trận đấu của các vận động viên hàng đầu quốc gia đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Những thành công đầu tiên. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ cuối cùng cũng được đền đáp. Phước Phúc bắt đầu giành được những thành tích đầu tiên trong các giải đấu cấp trường và thành phố. Những chiến thắng này không chỉ mang lại niềm vui cho bản thân mà còn là động lực để cậu tiếp tục phấn đấu. Đại diện cho quận 8. Với tài năng và sự cố gắng không ngừng, Phước Phúc đã được chọn để đại diện cho trường và quận 8 tham dự các giải đấu trẻ, học sinh thành phố, vô địch. Trên đấu trường thành phố, cậu đã đối mặt với những đối thủ mạnh mẽ đến từ khắp thành phố. Tuy nhiên, với tinh thần thi đấu cao và sự tự tin, cậu đã xuất sắc giành được những huy chương quý giá. Lời nhắn nhủ. Phước Phúc chia sẻ rằng, thành công không đến một cách dễ dàng. Đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sự hy sinh và lòng quyết tâm. Cậu mong muốn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, đặc biệt là những người yêu thích thể thao, hãy luôn theo đuổi ước mơ của mình và đừng bao giờ bỏ cuộc. Câu chuyện về Phước Phúc là một minh chứng rõ ràng cho thấy, với sự đam mê, sự nỗ lực và lòng quyết tâm, chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn và đạt được những thành công lớn.